Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Bữa hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu một cái cục tẩy, là một trong số những cái vật dụng mà rất là quen thuộc đối với lại các bạn học sinh chúng ta, đúng không nào? Một cục tẩy rất là xinh, dễ thương, đang cười rất là tươi đấy. Các bạn sẽ thích cái tô màu với mình nhá. Mình sẽ lấy màu đỏ để mình tô những cái chi tiết nhỏ trước. Ví dụ như mình sẽ tô cái phần miệng của bạn ấy là chỉ là màu đỏ này. Màu đỏ đi. Rồi tiếp theo mình tô cho cục tẩy là màu gì đây? Màu tím vào đây nhé. Tiếp theo phần khuôn mặt thì các bạn có thể tô cùng màu hồng hoặc màu vàng, mình tô màu vàng nhé. Có thể dùng thêm màu đen để tô phần lông mày này, cũng như là phần miệng ở bên trong nữa nhé. Ok, vậy là mình đã hoàn thành xong phần tô màu cho cục tẩy rồi các bạn ạ. Thời lượng của kênh hôm nay đến đây cũng hết mất rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi kênh của mình nhé. Chúc các bạn có một buổi tối rất là vui vẻ.